cằm ngắn, môi rất là mỏng, mũi thì hơi có độ hếch hếch nhưng mà em này được cái sống mũi khá cao ạ, mí mắt đây, lông mày nữa ạ. Đấy, mọi người thấy không, đây là ảnh tự chụp nhá. Và bây giờ mọi người thấy thế nào ạ? Tiếp đến mọi người nhìn này, ảnh một ảnh khác em mới tự chụp nhá. À đâu, ảnh này mình chụp này, ảnh này là khi đến với mình đây, hơi bị lóa đèn. Khi đến với mình mọi người nhìn cái mí này, mình đã nói là thực ra đối với cái mắt này là đến làm nhân viên của mình sẽ không bao giờ mình nhận. Đây, mình nói luôn từ đầu, em ấy rất là tự ti cho nên là em ấy đã thực hiện cắt mắt, cắt mí mắt nhưng mà cũng không thành công ạ, bị sẹo đấy ạ, đường rất là thấp ạ. Còn đây là mở lên chậm chậm, đây là đường mí của mình nhấn cho em ấy nhá. Thì là sau đó là mình sẽ thay, mình đã thay đổi cho em ấy, em giữ cái này cho chị đỡ bị lóa nhá. Ảnh rất là lóa mọi người ạ. Chị chỉnh cái đèn này đi cho nó đỡ lóa này. Đúng rồi. Ok, được rồi. Đấy mọi người thấy không ạ? Bây giờ khuôn mặt ngày xưa và bây giờ. Đấy, những ai đang xem có lời gì nhận xét không? Có thấy ánh mắt khác không? Trang nhìn mắt ra đây là. Đây là đường mí mình nhấn cho em gái nhá. Còn cái mí cũ là mí cắt ở Xuân Hương ấy, nhưng mà không không lên lắm tại vì mắt em là rất là khó. Ngày xưa chỉ nhìn được nửa con ngươi thôi. Lòng đen là chỉ nhìn được một nửa thôi. Đấy bây giờ này. Thấy khác không? À, tiếp đến nhá. Ảnh đây ạ. Ảnh này là mình sưu tập rất là nhiều bởi vì là cái ảnh ngày xưa mình làm má lúm cho em ấy nhưng mà em là tư vấn ấy, thế nên là bị mất cái má lúm ở đợt đấy bên nào Trang nhỉ? Bên này. Ừ, mất cái má lúm rồi, vẫn còn hơn một tí tí đúng không? Đấy. Thì mọi người thấy không? Mắt của em này. Mắt của em gái này. Đấy, khuôn mặt ạ. Đây mọi người xem đi. Trông khác ạ, thay đổi chưa ạ? Đấy. Nghiêng xinh lắm. Nhìn thẳng cũng xinh, không phải những nhìn nghiêng đâu. Đấy. À, mọi người thấy không? Khuôn mặt nha, trước đây và bây giờ đấy ạ. À, mũi vừa tiêm đấy mọi người. Đây là quá trình thay đổi đấy ạ. Hàm rất là to bạnh. Đấy, và khi mình nhấn mí này, tiêm môi, tiêm cằm lên, tiêm hàm lên, mọi người thấy không ạ? Đấy, cái hàm của bạn gái bây giờ rất là thon. Mà nàng này thì rất là đáng yêu nhá, không hề kiêng cái gì luôn, cái gì cũng ăn. Thấy chị Yến ăn bất kỳ cái gì là cũng nhảy vào ăn, không kiêng cái gì cả. Bảo của nhà chồng được nên là không kiêng đây. Nói điêu mất lộc nha mọi người nhá, thấy chưa? Trông khác không ạ? Lê Linh Trang em cũng muốn. À, Trang muốn làm gì em? Đấy em thấy không? Mũi chị vừa tiêm xong cho bạn gái, cho mọi người nhìn kỹ này. Nốt tiêm vẫn còn luôn này. Cằm thì vẫn còn vết máu đây này. Tại vì sao? Vừa mới tiêm xong. Mà đẹp luôn tức thì nhá, không hề sưng đau hay chảy máu gì cả. Đấy, em gái đã làm tại Trần Phi Yến. Đấy. Người thấy không ạ? Trang thấy nào em? Có điều gì muốn nói không? Có thấy thay đổi không? Cảm ơn cô giáo. Dạo này mặt hơi nhiều mụn thôi chứ còn bình thường cái da rất là đẹp mọi người ạ. Đấy. Mũi môi này, môi thì tan rồi tại vì một năm trời rồi, nhưng mà so với cái môi cũ thì cũng khá là còn dày đấy đúng không ạ, môi cũ môi mới đấy ạ. Đấy. Quay đây thẳng thẳng một tí cho mọi người nhìn này. Đấy, cho mọi người nhìn thẳng luôn nhá, không lại bảo là chị Yến cứ quay nghiêng nghiêng. Nhìn thẳng này, cái mũi đấy ạ. À, cái mũi rất là thẳng nhá, nhìn cái sống, cái bóng ấy, cái đường bóng đấy rất là thẳng đây. Trang quay thẳng cho mọi người xem. Rồi, đấy. Cằm cũng rất là xinh. Cằm là tiêm được một năm rồi, bây giờ giảm lại tại vì cằm cũng không có da luôn mọi người ạ, rất ít. Cằm với hàm, chị yêu ơi, Lê Linh Trang là riêng em, mà cứ nhắn tin cho chị nhá. Em Lê Linh Trang là một em gái thực hiện bên mình cũng khá là lâu rồi, mà rất là trung thành, không bao giờ có kiểu tiêm bên mình quảng cáo bên khác, mình rất là thích. Lê Linh Trang có gì inbox chị nhá. Hoa Xuyến Chi, chị yêu ơi, được, ok, rồi em sẽ cố gắng làm một lần giảm giá nữa để cho tất cả mọi người được đẹp để ăn Tết năm nay. Tết con gì nhỉ? Con Tuất à? Con chó à? Đúng không? Đúng rồi, chị vừa đẻ Pi là con gà mà đúng không? Còn lâu mới đến tuổi mày Trang ạ. Đấy mọi người thấy khác không ạ? Mình đã thay đổi một con người không được hoàn thiện lắm ạ. Bây giờ đến mình là từ tính cách, từ khuôn mặt, thay đổi tất tần tật mọi thứ ạ, đến cả lông mày ạ. Mọi người nhìn đến lông mày này. Đấy, cho chị miếng bông đi. Nhìn. Cho chị miếng bông, chị lau cho mọi người xem luôn. Đây này, lông mày mình làm cho bạn ấy cũng tự nhiên thôi. Cái lông mày cũ này trông kẻ hết hồn không? Đấy, em không kể kể là em giữ đâu. chắc đi. À, lông mày thật đấy á, Này ghê thật đấy. đây. Tưởng kẻ như này. Đúng là hình tam giác luôn mọi người ạ. Chưa bao Đây, giờ đi lông cạo mày lông đây. mày. Đến với mình là đúng là một cái duyên. Và sau đó là hai chị em
hợp tác được với nhau, cũng dính với nhau được 2 năm rồi, mọi người thấy không ạ? Lông mày này. Đấy. Mọi người thấy không? Đến nhà mình thì nhân viên hầu hết là mình đều làm đẹp cho nên là mọi người có thể đến để mà tham khảo nhá. Mọi người có thể tham khảo ở khuôn mặt của tất cả nhân viên nhà mình, học sinh nhà mình là mình đều làm cả. Cho nên mọi người yên tâm về cái vấn đề là chất lượng của filler. Tại vì là đến khuôn mặt của mình đang cho con bú nhá. Khi mình đẻ được 3 tháng thì mình đang cho con bú, mình cũng trực tiếp tiêm cằm, tiêm mũi của mình. Cho nên là mọi người yên tâm và đảm bảo về cái chất lượng của filler. Em cầm chắc cho chị, đấy mọi người thấy không ạ? Đấy. À, em này mình cũng khá là tâm đắc. Và với em Trang Tũn nữa, nhưng Trang Tũn thì bây giờ cũng đã mở spa riêng rồi ạ. Đây mình sẽ không quảng cáo nữa. Và em này vừa thực hiện tiêm mũi 1cc. Nhìn lại lần nữa nhá mọi người nhá, mũi 1cc cực kỳ thẳng, đường bóng cũng cực kỳ đẹp. Môi thì đã được 1 năm rồi, mấy nữa là gần Tết là mình cũng chuyển lại cả môi nữa. Đấy đáng nhẽ hôm nay chuyển luôn môi đấy, nhưng mà mắt mình đang khá đau nên mình sẽ không làm được chuẩn ạ. Đấy cằm nữa này, vừa tiêm xong nhá. Rồi, chào tất cả mọi người.